Xin chào tất cả mọi người, xin chào anh em, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với một người một sản phẩm, đấy là đèn led bi. Đèn led bi, vì sao gọi là led bi? Bởi vì là cái phía ngoài bảo vệ bóng led của nó là hình cầu, nên là gọi là led bi. Nó hội tụ ánh sáng, không bị tỏa, rất là sáng. Dòng led bi này là hai hàng 50 cm, vừa đúng khuôn của biển số các dòng xe. Đây là đèn với ánh sáng vàng nên có tác dụng là phá sương. Đi trong ban đêm và mùa sương mù thì phải nói là cực kỳ là sáng. Bên em đã có quay một số video trực tiếp đấu đèn sáng tại kênh YouTube là BMT. Các bác có thể ghé qua đó để xem trực tiếp. Với thiết kế khá là tinh xảo, các con ốc bắt rất là chặt chẽ, nên là các cái gioăng của nó bảo vệ nước, chống nước vào bên trong, dẫn đến độ bền của đèn khá là lâu. Đây là bộ dụng cụ chân giá gài hai bên, ốc bắt và lục giác để cho các bác sử dụng. Các bác có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 hoặc là 0366495112. Khi mọi người cần thắc mắc về vấn đề gì, em biết em sẽ chia sẻ hết và hỗ trợ tư vấn lắp đặt, sửa chữa, thay thế tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian xem và theo dõi video của em. Em xin cảm ơn mọi người ạ.